tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm. Mình đã reo lên nghe trước bể mưa mùa. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang có bạc. Thế anh em nhé, đây là mẫu tép chống cháy 100%. Loại này là phễu 12x12. Đấy, đường kính 500 là 8cm. Mẫu này là 600.000 một đôi nhá. Đấy, cái này là củ cao cấp China. Đấy. Đấy, đường kính 500 8cm, trang bị hệ thống chống cháy. 600.000 một đôi, giá này là bao ship toàn quốc. Đôi tép này có thể chạy cho âm ly 4 sò này, 8 sò, 12 sò, 16 sò, 20 sò. Đấy, cục đẩy từ 20 sò, 24 sò đến 40 sò. Bắt 20, bắt 25. Dùng tổng hợp nhá, bắt 40, ok tất. Đấy, loa tép này sẽ đấu trực tiếp vào đít loa. Đây giả dụ như là dây từ âm ly hoặc cục đẩy lên nhá, mình sẽ đấu chung như thế này. Loa tép với loa bắt phải cùng chạy thì loa tép mới có tác dụng nhá. Nhiều anh em chỉ chạy một loa tép không thì sẽ không tác dụng. Đấy như nhá, đây, cái đít loa này, cái đít âm ly, đít đẩy thì nó chung với cái dây điện này là dây ra loa. Đấy, nếu anh em đấu ở đầu bên đít âm ly, đít cục đẩy cũng được hoặc là đít loa cũng được. Ba vị trí này thì nó đều là một. Đấy, nên anh em vì nó chung cái dây điện này nên anh em tiện ở đâu anh em đấu ở đó nó đều được, ba vị trí nó đều là một nhá. Đấy, lo tép hay cháy thì chúng ta không cần bác loa đi sửa nữa, chỉ cần mua một đôi về đặt nóc là ok. Đây là karaoke thoải mái nhá, âm đi cục đẩy chạy được tất. Đấy, tép nó không quan trọng, nó có thể chạy tổng hợp vì nó là tự động. Đây, trong quá trình sử dụng bóng đèn này không được phép sáng mới ok nhá, bóng này có thể rút ra và thay thế. Đây, ra vào cắm đây anh nhá, bóng dán sơ cua cho anh em đây nha, 600.000 một đôi, bao ship toàn quốc. Đấy, mình bây giờ mình sẽ test lại chất âm cho anh em nhé. Mình sẽ đóng ngắt để cho anh em cảm thấy sự khác biệt khi thiếu tép nó như nào nhá. Đấy, nó sẽ rất ok. Sẽ đấu cái dây điện này, mình sẽ đấu vào cái vì mình cầm điện thoại nên là sẽ đấu chung hai cái tép vào làm một đây. Đấy, về anh em mà đấu riêng nhá, nhưng mà mình sẽ làm như này, vì cái tép nó không quan trọng, để nó có thể chạy được hai đôi chỗ lên nhá. Đây, mình sẽ đấu trực tiếp âm ly cũng được, mà đít loa cũng được. Có đôi ta không bao giờ ly, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng không cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng không cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đấy, tép đây, giải tần tép thì nó phải yêu cầu là âm ly vang của chúng ta phối ghép cực kỳ đầy đủ giải tần thì tép nó mới kêu to và hay gấp đôi được. Bây giờ tép của chúng ta âm ly vang của chúng ta thì thiếu hụt giải tần thì tép nó sẽ không ra nổi. Nếu anh em phối ghép âm ly vang mà bị thiếu giải tần á thì tép nó sẽ anh em phối ghép bị thiếu hụt giải tần nhẹ á, thì là nó tép nó sẽ kêu bé tí. Đấy, anh em phối ghép bị nặng thì tép nó sẽ không ra nổi. Đấy. Nên ra là anh em sẽ phối ghép âm ly vang làm sao mà có phải có giải tần, đầy đủ giải tần thì tép nó mới kêu to và hay gấp đôi được. Đấy, chúng ta phối ghép lung tung thì nó sẽ không chơi tép ok được đâu nhá. Đây. 600.000 một đôi, tép chỉ kêu to và hay khi có giải tần cho nó. Đó là chúng ta phải phối ghép âm ly vang làm thế nào không bị méo tín hiệu này, phải đầy đủ giải tần này thì để loa nó mới kêu to và hay được nhá anh em nhá. Tép lại nhá. Giữa con đây mà người đổi thay, chối bỏ câu hẹn để lại nhau chút
mắt ban đầu mình đã khóc cho nhau. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, số điện thoại bên đây 0973 533 269. Ok anh em nhá.